Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 54, mình cầm chúng cái kịch bản như vậy đây hả? Này, nói mới nhớ tối qua ta nghe được một tin. Hồng Loa đột nhiên nói, nghe nói ma chủ bên phía Đông Thành gần đây lại nổi cơn rồi, hình như chuẩn bị mở rộng địa bàn, nói không chừng hạc tiên thành cũng nằm trong phạm sáu công đánh của hắn đấy. Vậy sao? Sư nhạn chặt lưỡi mấy tiếng, Đông Thành có một tên đại ma vương tên là Tư Mã Tiêu, địa bàn trong tay nhiều vô kể, đã nằm được muốn hết nửa cái ma vực rồi, tới dân thường, như sư nhạn mà cũng biết, cái tên đại ma vương có doanh trại ở Đông Thành kia e là không lâu sau sẽ thống nhất ma vực. Có cái việc này thì cũng đâu liên quan gì tới cô, việc giành tới giành lui địa bàn của ma vực là rất bình thường, Giờ cô tám với bạn thì cũng giống như cô hóng hớt tuyển cử tổng thống ở thế giới trước, dù sao cũng chả liên quan gì tới cô. Hồng Loa lại rất kích động, nếu mà đánh tới đây chiếm địa bàn thật thì hay rồi, ma chủ thì ta với không tới, nhưng mà đổi mấy ma tướng đẹp trai tới cũng được, ta nhất định sẽ bỏ dạp dâng mình. Sư nhạn lười biếng ăn sáng xong, về lại tiện son phấn, lại qua mất một ngày nhàn hạ, trời dần tối, cô chuẩn bị tan làm, tiệm vịt bên đường nhắc cô hôm nay có vịt sốt đặc sản tu tiên giới mới đến. Cô lập tức vui vẻ mua về không ít. Vừa bước vào sân, cô đã nhìn thấy ông cha già sư thiên lũ ngồi trên xe lăn thù hận cay đắng nhìn trời. Nhìn thấy sư nhạn về, gã liền sầm mặt nhìn cô, trên mặt viết to mấy chữ, hận rèn sắt không thành thép. Sư nhạn đã quá quen, đa số cha mẹ đều nhìn con cái với bản mặt này, cô bóc một nắm đậu phộng giang cho ông cha cáu bẩn có ăn không? Sư Thiên Lũ không muốn ăn, đập mạnh tay xe lăn, lạnh giọng, đại thù của sư gia ta một ngày còn chưa báo, sao ta có thể nuốt trôi. Đó, tới nữa rồi. Không ăn thì thôi, dù gì cũng không chết đói. Sư Nhạn lại lấy đồ về tự ăn, tiện thể mỗi ngày nghe gã giáo huấn. Bắt đầu từ lúc cô tỉnh lại trong cái cơ thể này, cha cô vẫn luôn làm nhảm vinh quang năm đó của sư gia nhà họ cùng với thâm thù đại hận của họ. Ngày nào cũng nói, nói mỗi ngày, không ghét thì cũng tức mà nói, đúng là tẩy não luôn rồi. Nghe nói thì cỡ 10 năm trước, tộc sư thị họ là chùm canh thần tiên phủ ở tu tiên giới ngoài kia, hết sức vinh quang, tiếp thay đã bị kẻ thù truyền kiếp tư mã tiêu làm cho tan nhà nát cửa, trong nhà trừ một số người tu sáu cao miễn cưỡng chạy thoát được, còn lại đều chết cả. Mà cha cô cũng từ trưởng môn đệ nhất tiên phủ biến thành chó chết chủ như bây giờ, còn phải trốn chạy kẻ thù khắp mọi nơi, cực kỳ thảm thương. Còn về bản thân cô cũng bị trận tai ương năm đó đả thương pha tướng, còn gây ra mất trí nhớ. Lúc trước khi Châu Nhạn mới xuyên không tới, cái gì cũng không biết, cô chỉ nhớ hôm trước mình tăng ca mệt mỏi nằm lăn ra giường mà ngủ, kết quả vừa mở mắt đã đổi cả một cái thế giới. Cha già ngồi trước mặt hỏi cô: Ngươi còn nhớ mình là ai không? Còn muốn cô trả lời sao nữa? Không lẽ nói mình xuyên không? Vậy nên cô sẵn tiện nói luôn là mình không nhớ gì hết. Chắc diễn xuất của cô không tốt lắm nhưng không ngờ ông cha này lại tin ngay. Chắc là cha ruột quá. Tiếp sau đó gã giới thiệu thân phận cho cô như đúng rồi. Cuối cùng còn dặn cô đừng quên thù nhà. Sau này nếu ngươi gặp được tư mã tiêu, nhất định phải giết hắn. Cha già lại bừng bừng lừa giận. Cơ thể của gã trọng thương vào năm đó, mất cả chân, sư nhạn rất thông cảm cho cái sự quái gở dị hợm với tính tình cục xúc của gã, nghe thấy lại giả vờ ngoan ngoan gật đầu ẩm ừ. Lúc quay đầu lại gắp vịt sốt cô nghĩ thầm, nếu mà giết được thì lúc đó mấy người có tới nỗi tan nhà nát cửa không? Nếu như cô đúng là sư nhạn, chắc chắn sẽ có thủ tất báo nhưng cô có phải đâu, cô chỉ là nạn nhân vô tội thôi mà, tự dưng lại bị cuốn vào vòng ân oán này không thể nào báo thù được. Cô chỉ đành yên ổn làm việc ở đây. Việc duy nhất có thể làm cho chủ của cái xác chính là thay nàng chăm sóc cho cha già. Còn cái việc mà đi tới trước mặt tên đại ma Vương Đông thành báo thù nộp mạng thì thôi đi nha. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cửa mở ra, một người trẻ tuổi bước vào. Sư nhạn nhìn y, gọi một tiếng ca. Sư chân từ không có đối xử với cô quái gở dị hợm như sư thiên lũ, cũng tốt bụng lắm y dưỡng thương xong cũng ra ngoài làm việc như sư nhạn. Chỉ là công việc của y cần đi lại khắp nơi, đi đến các tòa thành khác bên ngoài, dăm bữa nửa tháng mới về một chuyến. Về rồi à, muội đi nấu nước cho huynh tắm. Sư nhạn chuồn đi, mượn cớ thoát khỏi sự lào bào của lão cha. Sư nhạn vừa đi, sư chân từ liền hành lễ với sư thiên lũ, trưởng môn. Sư thiên lũ sầm mặt, ừm, ngoài kia thế nào rồi? Sư chân từ, bên phía đông thành, tư mã tiêu đang chuẩn bị tiếp tục mở rộng địa bàn ra ngoài, e là sắp sửa cũng không sống yên ở hạc tiên thành được nữa, có phải nên đưa cô ta rời đi không? Sư thiên lũ căm phẫn khôn xiết, con ả liêu đình nhạn này đúng là vô dụng, truyền thụ tư tưởng thù hận cho ả ngần ấy năm, ả mỗi ngày vẫn chỉ biết ăn với uống, ban đầu rõ ràng đã dùng mật pháp tẩy sạch trí nhớ của ả, vốn định đào tạo ả thành vũ khí sắc bén để đối phó với tư mã tiêu hiện giờ xem ra chả có chút tác dụng gì. Sư chân từ liếc nhìn vịt sốt bầy trên bàn bên cạnh, khóe miệng cũng mím lại, ấn ấn chán cho đỡ đau đầu. Sớm biết vậy năm đó y đã không dùng bảo mạng tiên khí quý giá cứu ả, đúng là hối hận chết được. Nếu sư nhạn có ở đây, cô có thể nói ra chuẩn xác hoạt động tâm lý của hai người họ như sau, đổ tiền đi mua cổ phiếu, nghĩ là có thể kiếm được một mối hời lớn, kết quả cổ phiếu cứ bập bềnh cứ giữ trong tay không biết chừng nào mới có lời, ném đi thì tiếc. Mấy năm nay, hai người không biết đã rằng co vì chuyện này không biết bao nhiêu lần. Sư nhạn không hề nhận ra mọi âm mưu này, cô đứng bên cửa sổ nói vọng ra với sư chân từ, ca, nước sôi rồi đi tắm đi, tiện tay bưng vịt sốt vào giúp muội với. Sư chân từ im lặng một lúc, sau khi sư thiên lũ sầm mặt phất tay bèn bưng vịt sốt, dùng khuôn mặt anh trai tốt bước vào nhà y vừa vào nhà sư nhạn đã kéo y qua một bên cười hỉ hả còn bóp lưng cho hắn sư chân từ bị nắn tới đờ cả mặt muội lại sao nữa sư nhạn nói lương muội còn chưa về dạo này mua đồ ăn nhiều quá còn mua y phục nữa không đủ tiền hi hi ca sư chân từ ta biết ngay mà y móc ra một túi ma thạch cố gắng ngụy trang thành một anh trai tốt mặt mày hiền lành cầm lấy mà dùng sư nhạn lại lần nữa cảm động bởi tình huynh muội này. Ở thế giới trước kia cô đã thường nói nhà nước nợ tôi một người anh, đến thế giới này cũng coi như là trải nghiệm được rồi. Cái loại anh không cho em gái tiền còn lấy tiền của em gái như mấy đứa bạn cô đúng là anh cây khế, anh của cô mới là anh ruột này. Sư nhạn, ca tốt thật đấy. Sư chân từ, a à hi, hi Cầm được tiền tiêu vặt, sư nhạn lại thong dong thêm vài ngày mấy ngày sau cô tan làm về nhà, nhìn thấy một người lạ mặt ở nhà, một người phụ nữ ôm cổ tranh đang đứng trước mặt cha cô nhỏ giọng nói chuyện. sư nhạn đù ông bố già cọc tính đón mùa xuân thứ hai à? hai người cùng lúc nhìn về phía cô, sắc mặt trông không tốt lắm. ánh nhìn của nữ tu với cô cực kỳ thiếu thiện trí, trông như có thâm thù đại hận gì với cô ấy. sư nhạn nghĩ thầm không lẽ là mẹ kế? bình thường chỉ có mẹ kế mới hận thù con chồng tới vậy trời muốn đổ mưa cha muốn đi bước nữa hết cách dù gì cô cũng không phải con gái ruột của người ta vì thế cô vẫn bình thản hỏi cha vị đây là sư thiên lũ liếc mắt với sư thiên độ bảo ả à tiết chế lại rồi mới nói đây là muội muội của ta cô cô của ngươi trước đây luôn ở bên ngoài giờ mới tìm tới đây chắc ngươi quên rồi lúc trước các người thân nhau lắm Nói như thiệt vậy á? Thì ra là cô ruột, nhưng mà ông có chắc là chủ của cái xác thân với bà này thật không vậy? Trong mắt cô cô kia không phải là thu hận mà là sự nồng nhiệt lâu ngày gặp lại sao? Thứ cho cô nói thẳng, hai người trông như cô cháu cây khế vậy ấy. Sư nhạn do dự một lúc, vẫn khoanh tay chào sư Thiên Độ, cô cô. Cây khế thì cây khế, dù gì cũng phải nể mặt tí mặt mũi sư thiên độ muốn méo mó à kéo tay sư nhạn lâu quá không gặp con vẫn khỏe chứ sư nhạn thành thật con khỏe lắm sư thiên độ không khỏe lắm sư nhạn cảm thấy người cô cô đột nhiên xuất hiện này cứ là lạ tối hôm đó cô hơi khó ngủ nằm trên nóc nhà ngắm sao cô tình nghe được cô cô và cha nói chuyện trong góc sân bọn họ dùng phù chú cách âm âm thầm bí mật Sư nhạn có hơi tò mò, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm phải chui vô góc to nhỏ với nhau. Vừa hay cô học được một phép nghe lén từ hồng loa, do dự một lúc rồi dùng lấy, vỉnh tai nghe hai người nói chuyện. Ôi dào, người nhà với nhau cả, có gì mà không được biết chứ? Nghe thấy sư thiên độ nói, năm đó tư mã tiêu không tìm thấy ả, vẫn luôn tin rằng ả đã chết, đi tìm khắp nơi không bỏ cuộc, hắn nghi ngờ chúng ta, quyết thà giết lầm cũng không bỏ sót, cứ nhìn thấy người của sư gia là giết, chúng ta không còn lại bao nhiêu người nữa, cũng không dám tùy tiện phái đến trước mặt hắn. Sư nhạn, à, thì ra là nói về kẻ thù truyền kiếp tư mã tiêu của sư gia, chẳng trách cẩn thận dè dặt. Mỗi lần họ nói về tên đại ma vương này đều cắn răng nghiến lợi hận thù, khiến cô không nhịn được mà thầm tưởng tượng tên tư mã tiêu kia mặt xanh răng sắt cao 2m8, khắp người mấy chục múi cơ bụng còn thích ăn thịt người sư thiên độ vẫn đang nói bên đó chúng ta không thể tiếp tục bị động được nữa rốt cuộc còn dùng được sư nhạn nữa không vô tình nghe thấy tên mình sư nhạn nhúc nhích lỗ tai sư thiên lũ nói vẫn chưa phải lúc để ả à xuất hiện sư thiên độ cười lạnh muội đã nhìn rõ rồi dù ả à mất đi trí nhớ vẫn không muốn đối phó với tư mã tiêu đôi cầu nam nữ này muội thấy à đúng là vô dụng năm đó đúng là phí công cứu rồi đáng lẽ phải mặc kệ cho à chết đi nếu chết thật tư mã tiêu đau đớn vì tình có khi còn điên cho đáng hơn một chút lượng tin tức trong đoạn đối thoại này hơi nhiều rồi đấy sư nhạn nghe mà đầu đầy chấm hỏi với chấm than đan sen cô nghe được cái bí mật kinh thiên động địa gì đây cái tên kẻ thù truyền kiếp tư mã tiêu của nhà họ lại có gian tình với sư nhạn chủ nhân cái xác của cô. Trước kia bọn họ còn yêu nhau. Đầu óc của sư nhạn trong phút chốc bay đến chuyện của Romeo và Juliet. Cái gì mà uyên ương số khổ không thể không chia cắt vì thân phận và gia tộc, phản mặt thành thù, ân oán giao nhau gì gì đó. Chẳng trách sao, như thế thì mọi chuyện có thể liên kết lại được rồi. Vì sao cô cô cứ thấy cô là oán hận, vì thân thể của cô hồi đó yêu đương với kẻ thù chứ sao, nói không chừng còn đứng về phía kẻ thù trong thù diệt tộc nữa. Vì sao ông bố già không tâm tia cái chuyện mất trí nhớ của cô, vì gã ta cầu cho đứa con gái theo địch của mình mất trí nhớ còn không được. Tại sao mỗi ngày đều niệm chú tẩy não bảo cô nhất định phải thù hằn Tư Mã Tiêu, phải có tư tưởng báo thù để ngăn chặn con gái với kẻ thù ở bên nhau chứ sao? Sư Nhạn ngẫm một hồi mà muốn hói cả đầu. Mọi chuyện đã rất rõ đây là kịch bản ngược luyến tình thâm theo tình tiết tiếp theo nói không chừng còn thành phim gương vỡ lại lành nhưng mà cô thật sự rất hoang mang tình cảm của tư mã tiêu với sư nhạn có liên quan gì tới cô cái tên tư mã tiêu kia rõ là không dễ dây vào là loại người hở chút diệt tộc người ta lỡ đâu ngày nào gặp phải tên đại ma vương ấy bị hắn phát hiện ra mình chiếm lấy cơ thể bổ hắn không phải cô sẽ chết rất khó coi sao không được nghĩ nghĩ là chết. Cô không có tinh thần nghe chuyện của ông bố già với bà cô nữa, về giường của mình, cả đêm không ngon giấc. Hiếm khi cô mất ngủ, đến nỗi ra khỏi cửa thấy có người vứt xác trước cửa nhà mình cũng không có tâm trí đâu mà dọn. Hôm nay Hồng Loa không đi làm, một mình cô chậm chạp ăn cho xong bữa sáng, lại tự thuyết phục mình. Không sao, Đại Ma Vương cách xa cô tới vậy, cơ bản thì không thể gặp được, cô vẫn còn nhây được. Đằng xa ầm một tiếng, có người gào thét, tay sai của Ma chủ Đông thành đánh vào Hạc Tiên thành rồi. Sư Nhạn, con mẹ nó chứ, tại sao vậy? Chương 55, mang cá muối về cho ngài. Sư Nhạn phản ứng rất nhanh, cô nhanh chóng tóm lấy ông chủ hàng ăn sáng đã chuẩn bị bỏ sạp chạy lấy người, trả tiền ăn cho ông ấy rồi mau chóng về nhà. Trong nhà còn cha già tàn tật sư Thiên Lũ nữa đấy. Tuy là không phải cha ruột hơn nữa suốt ngày hậm hực với cô, còn có khúc mắc với cái xác của cô nhưng ít nhiều gì cũng sống chung mấy năm rồi, cho dù là sống chung như chủ nhà thì lúc này cũng không nên bỏ mặc không lo. Trên đường chạy vội về, cô nhìn thấy cảnh tượng huyên náo bên phía tường thành đằng xa, kiến trúc cao tầng vây quanh ùng ùng đổ xuống, khói bụi khắp nơi, hung thú đầy khắp nơi, nghe nói đại ma vương Đông thành đụng thứ gì cũng nuôi, trong tay có không ít hung thú thế này, dùng để công thành cũng hoành tráng lắm. Nếu mà đám hung thú này vào thành thì như là ném mèo vào bể cá, cô còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó tàn khốc cỡ nào. Lão đại của mảnh đất Hạc Tiên Thành này là Hạc Tẩu, thành chủ lâu năm ở Ma Vực, giữ Hạc Tiên Thành đến giờ này là hay lắm rồi, nghĩ cũng biết sức mạnh kết giới bên ngoại mạnh nhường nào. Vậy mà chỉ mới biết được một thời gian thì sư nhạn đã nhìn thấy tường thành bị đầy đổ. Một con mãng xà đen to lớn hơn cả tường thành ngóc đầu lên, mặt rắn giữ tợn kèm theo mùi vị hung tàn, còn có cặp mắt đỏ ngầu kia nữa, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chính vị hung thần cự thú huyền thoại này đã dùng thân mình đẩy dạp cả kết giới tường thành, sư nhạn cách thật xa cũng nhìn thấy rõ mồn một. Tuy đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng sư nhạn biết lai lịch của con mãng xà đen này là thú cưng và tọa kỵ của đại ma vương đông thành tư mã tiêu. Mãng xà không có tên nhưng tiếng tăm của nó vang danh khắp ma vực hệt như tư mã tiêu mọi người đều gọi nó là ma long để thể hiện sự tôn kính. Nhìn thấy nó trở mình, phía thành bắc lập tức đổ hết một nửa, sư nhạn thở ra hơi lạnh. Cô thật sự có hơi sợ rắn, con lớn như vậy càng sợ hơn nữa. Mãng xà lăn lộn trong khói bụi, lẫn khói ra khắp nơi, làm cứ như là cưỡi mây đạp gió ấy. Ma tu hạc tiên thành thất kinh hồn ví, một số ma tướng đến công đánh hạc tiên thần đứng sau lưng mãng xà, không vào hạc tiên thành, bọn họ đều biết, những lúc thế này phải để ông nội rắn này chơi cho đã đời rồi họ mới được ra tay. Ở Đông Thành, địa vị của con mãng xà này cực kỳ đặc biệt, ma chủ Tư Mã Tiêu của họ buồn vui thất thường lại còn ra tay tàn độc, không ai là không sợ hắn, bao nhiêu năm nay không biết bao nhiêu ma tướng chết dưới tay hắn nhưng vẫn có vô số người nối tiếp nhau muốn dâng hiến vì hắn. Bao nhiêu năm qua, thứ duy nhất có thể yên ổn ở bên cạnh hắn cũng chỉ có con mãng xà đen này cho dù đầu óc con mãng xà này không được tốt lắm, thích đông vui, bọn họ cũng phải hầu hạ nó cho đàng hoàng. Lần này ma chủ không đích thân đến, rắn đen đi theo đến, nếu con rắn đen này có gì không ổn thì đám bọn họ trở về R là không có kết cục tốt. Ai mà ngờ được bọn họ ra ngoài trông có vẻ nở mày nở mặt, về đến đông thành đều thành ra cúi mày cúi mặt, còn không bằng được một con rắn linh trí chưa khai thông rất nhiều ma tướng khí thế oai vệ lãnh theo một đám hung thú và ma tu, trông cực kỳ nguy hiểm, chuẩn bị đợi mãng xà chơi vui xong sẽ lập tức xông vào thành đốt giết. Kết quả không lâu sau, ma chủ hạc tiên thành là hạc tẩu đưa theo ma tướng kéo đến, hai phía gặp nhau trên trời, hạc tẩu dứt khoát đầu hàng bảo muốn phụ thuộc tận trung dưới chướng của ma chủ. Ma tướng đông thành Đáng chết, sao mà đầu hàng nhanh vậy? Thật ra bọn họ càng hy vọng được đánh một trận hơn, như vậy lúc mình vào thành đốt giết cướp bóc không ngầu hơn sao? Nhưng mà người ta cũng đầu hàng rồi, sau này đều là đồng nghiệp, cũng ngại lật mặt ngay. Hạc tẩu nhìn ra được vẻ mặt mọi người không tốt, vội vã cho mời các ma tướng vào thành chuẩn bị tiếp đãi nồng hậu. Tuy là đại chiến đã qua nhưng bên trong hạc tiên hạc vẫn loạn cào cào, không ít cư dân bản địa lo lắng bất an. Sư nhạn về đến nhà của mình, nhìn thấy cha và anh đều ở nhà, hai người đang bàn bạc gì đó, vẻ mặt đều không ổn lắm, không thấy người cô cô kia đâu nữa. Nhìn thấy sư nhạn, sư thiên lũ lập tức lạnh giọng, ngươi thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây. Sư chân từ giải thích mấy câu, người của tư mã tiêu tới nhanh hơn chúng ta nghĩ, tuy là nghe ngóng được hắn không đích thân tới đây nhưng chúng ta không thể để lộ hành tung, vì thế e là phải rời khỏi nơi đây. Sư nhạn cũng không lấy làm lạ, nỗi khiếp sợ của sư gia với tư mã tiêu đúng là khắc sâu trong não. Thường ngày không biết mắng biết bao nhiêu lần nhưng lúc thật sự đụng độ lại sách quần lên mà chạy. Cô hỏi, đi ngay bây giờ sao? Sư chân từ, không, bây giờ tình thế căng thẳng. Đường ra đều có lính gác của Đông Thành dữ rồi. Lúc này rời đi lại khiến người ta chú ý. Mấy ngày nữa chúng ta xem tình hình thế nào rồi đi. Nhưng mà mấy ngày này muội đừng ra ngoài nữa. Cứ ở yên trong nhà đi. Sư nhạn đồng ý. Lúc cô tìm việc cũng thường hay chuyển chỗ ở. Giờ chuyển chỗ cũng không có gì không quen. Điều duy nhất không nỡ chính là cô bạn Hồng Loa. Hồng Loa là người bạn thân duy nhất của cô ở thế giới này. Ban đầu khi cô đến đây, rất nhiều chuyện không thể nào quen được. Ông bố già với ông anh sư ra lại không cho cô tiếp xúc với người ngoài. Trông cô như trong tù. Ma vực cũng không có ai thích hợp để kết bạn. Vì thế nhiều năm nay cô chỉ có một người bạn thật sự. Giờ cô phải đi, không biết khi nào lại có thể gặp lại Hồng Loa, dù gì cũng phải chào người ta một tiếng. Sư nhạn quyết tâm vậy nhưng đáng tiếc là ông bố già với ông anh canh giữ quá nghiêm, cô không chuồn đi được, chỉ đành chờ cơ hội. Tuy mấy năm nay cô có lười nhác một chút nhưng nhìn chung vẫn nghe lời, thấy cô ở nhà ngoan ngoãn cả một ngày, ngủ nướng cả ngày trời, sư thiên lũ với sư chân từ cũng không chú ý tới cô mấy nữa, bọn họ còn có chuyện khác phải làm sư nhạn đã quen nhìn thấy họ trộn rộn với chuyện riêng dù sao cô cũng không quan tâm vẫn là câu nói đó dù gì cũng không phải ruột già sáng sớm ngày thứ ba cô thuận lợi chuồn ra ngoài chạy thẳng đến yên chi đài cái đống đổ nát ở thành bắc còn chưa có ai dọn đa số người từ đông thành đến cũng ở ngoài thành có cái trong hạc tiên thành đã xuất hiện thêm không ít những khuôn mặt lạ lẫm ai nấy hóng hách ngạo mạn tính tình còn quá cha người bản địa vì thế lần này sư nhạn đi đến yên chi đài không hề gặp phải đầu trộm đuôi cướp bới lông tìm vết gì ai nấy đều cụp đuôi quan sát yên chi đài vẫn giống như mấy hôm trước cứ như chẳng chịu ảnh hưởng gì của chuyện lớn đột ngột này ông anh lao công dọn xác vẫn mang khuôn mặt người chết như mọi ngày sư nhạn theo thường lệ gật đầu chào ông anh đột nhiên lên tiếng nói khoan đã sư nhạn kinh ngạc nhìn lại cô làm việc ở yên chi đài đã lâu vậy rồi lần thứ hai mới nghe thấy ông anh này nói chuyện có chuyện gì sao ông anh nhìn cô rồi nói đi theo ta tu sáu của y không cao lắm còn mù một bên mắt sư nhạn không thấy có gì nguy hiểm bèn đi theo sau đó cô bất ngờ nhìn thấy một cái xác người đàn ông mù một mắt đưa cô đến bên thi thể đó thi thể tối qua quét ra được rồi ra hiệu cho cô mang đi sư nhạn nhìn thi thể của hồng loa Ngỡ ngàng một lúc mới nói cảm ơn với y, sau đó bước đến ôm thi thể của hồng loa lên rời đi. Người đàn ông mù một mắt nhìn cô rời đi, vẻ mặt vẫn như cũ, quay về tiếp tục xử lý những thi thể không ai đến nhận. Chỉ là y đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của hai cô nương này mỗi sáng díu dít đi qua cánh cửa này mấy năm nay. Có lẽ đây là nguyên nhân y giữ lại thi thể đó chờ người tới nhận. Sư nhạn rời khỏi yên chi đài đi đến ngoài tường thành rồi chậm chậm ngừng lại. Cô đặt hồng loa lên đất, ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt trắng bạch sưng phồng đầy vết thương của nàng. Sau khi đến thế giới này, cô đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều thi thể. Ban đầu là buồn nôn rồi đến sau này thì thành chuyện quen thuộc thường tình. Cô cứ nghĩ mình đã hoàn toàn quen rồi. Dù có nhìn thấy thi thể buồn nôn đến cỡ nào cũng không muốn nôn nữa. Thế nhưng bây giờ, cô nhìn thi thể của bạn, đột nhiên thấy khó chịu trong lồng ngực, vịn tường nôn ra buồn nôn khó tả. Hồng Loa lúc nào cũng một thân một mình, lúc ăn sáng với cô cứ luyên thuyên không dứt, rất nhiều kiến thức sư nhạn biết được về thế giới này đều là biết được từ miệng người bạn này, tình cảm của cô với Hồng Loa thậm chí còn sâu đậm hơn cả lão cha già và người anh ruột của cái thân xác này một chút. Có lẽ là vì Hồng Loa làm bạn với cô chỉ vì con người cô, dù tên cô là Châu Nhạn, Lữ Nhạn hay Sư Nhạn còn hai người nhà họ sư lại chỉ coi cô là sư nhạn mà chung sống với cô. Cô vịn vào tường, vào một sớm lạnh lẽo này, đột nhiên lại nhớ đến mấy năm trước, cũng là vào một buổi sớm, cô tới làm việc, nhìn thấy Hồng Loa ở bên cửa sổ tầng 9 của tòa lầu đỏ hoa lệ. Khi ấy Hồng Loa toàn thân mỏi mệt, nhìn thấy cô bay tới bay lui trên nóc nhà liền vẫy tay với cô nói, "Này, nếu ngày nào đó ta chết ở đây, cô có thể dọn xác giúp ta được không?" Ta không muốn không ai dọn xác cho đâu, sẽ bị bán cho mấy tay luyện thi đấy, ai mà biết được sẽ bị chúng luyện thành cái giống gì. Khi ấy cô cảm thấy Hồng Loa đang đùa, cái ả này mồm mép cứ luyên thuyên không dứt, vì thế cô chỉ ra dấu ok với nàng từ xa. Hôm nay cô định cáo biệt Hồng Loa, còn định nói với nàng, ta sắp chuyển nhà rồi, nói không chừng không dọn xác cho cô được, hết cách rồi, cô chỉ có thể sống cho đàng hoàng, sống lâu một chút giờ thì hay rồi không cần nói nữa sư nhạn nôn xong lau miệng lật lật trên người hồng loa giữ lại những gì còn lại trên người nàng thường thì thi thể thế này đã bị người nhặt dọn xác lấy đi rất nhiều đồ một số đồ trên người hồng loa lại vẫn còn đó xem ra vị lão ca kia vẫn chưa động đến nàng cô thiêu thi thể hồng loa thành cho bỏ vào một cái túi sư nhạn về lại yên chi đài cô làm việc ở đây mấy năm trời tuy làm cũng bình thường, không có ưu tú gì nhưng cũng có mấy người thân quen. Chỉ cần bỏ chút ma thạch cô đã nhanh chóng nghe ngóng được về cái chết của Hồng Loa. Tối hôm trước, có rất nhiều tu sĩ dưới trướng ma tướng của Đông Thành đến Yên Chi Đài. Hồng Loa đã chết trong tay một cặp huynh đệ song sinh, không biết vì sao lại chết. Thật ra làm gì mà có tại sao, ma vực là như vậy mà, tu sáu người ta cao hơn mình, năng lực mạnh hơn mình, nhìn mình không vừa mắt thì mình phải chết thôi sư nhạn biết được tên họ dáng vẻ liền rời khỏi yên chi đài cô còn không quên xin một vị quản sự ở yên chi đài cho nghỉ việc hạc tiên thành cứ như vậy quy thuộc đông thành cả đám ma tu ma tướng tới đây kiếm chuyện đều thấy không đã đời vậy mới nói đất đai ở ma vực toàn nuôi dưỡng ra những con người bẩn tính họ giữ lại một số người ở lại đây xử lý mọi việc một số khác mang theo tin tức và những người dư thừa chuẩn bị về lại đông thành hai huynh đệ chi hồn tật và chi hồn dịch nằm trong số về đông thành phục mệnh, tu sáu của cả hai ở bậc hóa thần, tuy nói là vẫn chưa lên ma tướng nhưng cũng có danh, chi hồn thị là gia tộc có tiếng ở ma vực. Hai huynh đệ này có thể tựa thân dưới chướng một vị đại ma tướng của Đông Thành cũng là nhờ cái họ này. Hai huynh đệ này sinh ra đã cao to lực lưỡng, theo ma thể đạo, với dáng vẻ bình thường của họ đã đủ cao lớn, một khi thành ma thể càng như người khổng lồ. Đau thương không đâm được, sức mạnh kinh người, phòng ngự cũng kinh người. Hai người đi ở phía giữa sau đội ngũ, phía trước là tọa kỵ của các ma tướng, phía sau là các ma tu bình thường. Hai người nói chuyện sôi nổi, sau khi rời khỏi hạc tiên thành cứ mãi chỉ trò bức tường đổ sụp, lớn tiếng cười nhạo hạc tiên thành vô dụng, giọng điệu cực kỳ ngang ngược. Sư nhạn trà trộn vào đội ngũ ma tu cách sau đó không xa, chùm vải đen khắp người nghe chúng lớn tiếng cười nói chúng nói hồi lâu chúng nhắc đến việc mình có ngủ với mấy cô nương trong hạc tiên thành không người nào đủ sức vì thế hứng chí lên đã giết vài người chắc hồng loa là một trong số đó sư nhạn âm thầm lặng lẽ theo chúng rời khỏi hạc tiên thành họ cả đường không nghỉ ngơi đi liên tục hai ba ngày mới ngừng lại tạm nghỉ mọi người thư thái tìm nơi ăn uống thời khắc hoàng hôn mọi thứ đều ảm đạm sông núi của ma vực vẫn luôn ảm đạm như thế, cứ như trồng thêm một lớp màu sắc đặc biệt nào đó, cây không xanh lá, hoa không tươi màu, chỉ có sương đêm là màu đỏ rất đẹp mắt. Còn có máu người cũng vậy, máu tươi chảy ra đỏ lạ thường, sắc màu cũng thật đẹp. Sư nhạn lau máu trên tay mình rồi đứng dậy. Dưới chân cô là hai cái xác, huynh đệ chi hồn tật và chi hồn dịch nằm ra đó, đầu không còn nữa, vòng tròn quanh cổ dỉ máu nhuộm ướt cả một khoảng đất vàng xung quanh. Hai ngày nay quan sát và theo dõi, còn cả quá trình giết người đột nhiên bộc phát ban nãy khiến cô có chút mỏi mệt. Cô lao tay rời khỏi hiện trường vụ án, trong đầu nhớ lại về tất cả những gì xảy ra ban nãy. Hai tên này quá tự tin về bản thân mình rồi. Một vĩ nhân không nhớ tên đã từng nói, tự tin quá mức dẫn đến sự diệt vong. Vì thế đến ma thể của mình còn chưa kịp dùng đến thì chúng đã chết tươi rồi có thể là do bị cô đột nhiên nghịch chuyển linh lực, dùng thuật pháp của người tu tiên đánh cho không kịp trở tay. Tóm lại lần này khá là thuận lợi. Sư nhạn phát hiện mình không giống với những ma tu khác của ma vực. Cô không những có thể nghịch chuyển linh lực biến thành ma tu, còn có thể quay ngược lại sử dụng linh lực của người tu tiên ngoại giới. Cô không biết thế này là thế nào nhưng trước kia cô đã tự mình mày mò nghiên cứu rất nhiều, có thể coi là dùng được cả hai thứ cũng không tệ. Hơn nữa cô còn quen thuộc với thuật pháp tu tiên hơn một chút, có thể vô thức sử dụng không ít thuật pháp. Ở trong thế giới ma vực, sư nhạn đã giết không ít người. Cô là người không thích giết người nhưng có nhiều lúc không thể không ra tay, vì bên cạnh không có ai đối xử thật lòng với cô, khiến cô cảm thấy không có cảm giác an toàn. Bởi vậy để có thể sống thoải mái một chút, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng mỗi lần giết người xong, cô đều thấy khó chịu. Cô thản nhiên về lại đội ngũ những ma tu kia. Lúc thì nghĩ khi nào tìm cái rời khỏi đội ngũ về lại hạc tiên thành. Lúc thì nghĩ lúc về thế nào cũng bị bố già mắng. Lúc này di chứng sau khi giết người của cô lại phát tác, ngồi yên đó không muốn suy nghĩ lắm. Cô vô thức lau ngón tay mình, vô thức cục mắt nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên mình giết người. Lúc đó cô gặp phải một tên sắc lang, biến thái sắc lang ở ma vực không phải cái kiểu chỉ sờ mông con người ta như ở tàu điện ngầm chúng sẽ cưỡng hiếp ngay trên phố rồi giết luôn nạn nhân vì thế cô đã bóp nát sọ của tên đó nói thật thì đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao trong lúc căng thẳng và trống rỗng đầu óc đó cô lại vô thức giết người bằng cách bóp nát sọ người ta hình như cô đâu có hung tợn tới vậy vì việc đó mà cô ám ảnh với việc hai tay nhớp nháp sau đó không ăn bất cứ thứ gì nhớp nháp tương tự nữa Khoảng thời gian đó, tối nào cô cũng bị ác mộng đánh thức, Hoài Nghi không biết tận sâu trong thâm tâm mình có ẩn giấu một mặt nào khác không. Hơn nữa, lúc đó cô khiếp đảm không thôi, người đầy mồ hôi mặt đầy nước mắt, nhìn thấy cha ruột và anh ruột của cái thân xác này, lại nghe thấy người cha đó hết sức thất vọng nói, giết có một người mà trông cũng vô dụng tới vậy, rốt cuộc ngươi bị làm sao? Bởi vậy cô rất đau lòng thay cho chủ nhân cái xác, cha con cái kiểu gì thế này sau đó cô không gần gũi nổi với họ chắc là vì lý do này. Tấm gương về việc có cách thức dạy dỗ sai lầm, dẫn đến việc cha con xa cách. Sư nhạn nghĩ lung tung một lúc, đột nhiên phát hiện đội ngũ phía trước có chút rối loạn. Cô lập tức cảnh giác, nhìn thấy con mãng xà đen ở phía trước đi về phía hiện trường gây án của cô trong đám người cẩn thận vây quanh. Ma Long cảm nhận được mùi máu tanh, nhất định có chuyện gì đó xảy ra, tập trung cho lão tử ngay có ma tướng cưỡi phi thú quát lớn khắp nơi. Sư Nhạn, má nó, con rắn đen này mũi chó à? Ủa không, rắn ngửi được mùi đâu? Con rắn này biến dị rồi hả? Cách xa vậy mà cũng nhận ra mùi máu bên đó, cô đã giấu được hết tất cả ma tướng trước mặt rồi mà lúc này mày còn đòi lật kèo hả? Cô mắng thầm một trận, vội vã tìm cách ẩn mình. A Di Đà Phật, phù hộ cho con quỷ rắn tìm không ra con không biết thần thánh phương nào không hề phù hộ cô chưa được bao lâu con rắn hung dữ kia hăng hái thẻ lưỡi trường tới phía cô sư nhạn đừng có qua đây biến đi những người khác đều nhìn thấy cử động của mãng xà cũng cảm thấy không đúng có ma tướng hét lớn gì đó khắp nơi đều loạn cả lên sư nhạn đột nhiên ném bom khói ra trước đây là vật phải có khi đi giết người phóng hỏa để tập trung ánh nhìn cô tự chế dựa theo kinh nghiệm xem phim kiếm hiệp từ trước đến nay cô thừa cơ định chạy vừa bay tới trước liền bị một cái miệng rắn khổng lồ ngậm lấy sư nhạn trời muốn diệt ta mạng ta ngắn quá cô bị mắc ở kẽ răng con rắn hung dữ biến dị không nhúc nhích được mãng xà đen ngậm lấy cô bay nhan về trước làm một đám ma tu ma tướng chả hiểu đầu đuôi Vác theo một đám hung thú đuổi theo đằng sau, Sư Nhạn còn nghe thấp thoáng có ma tướng hét, "Ma Long, chờ chúng tôi với." Tốc độ của mãng xà đen thật sự nhanh quá mạng, Sư Nhạn bị nó ngậm trong mồm, ma tu ma tướng với hung thú vây quanh trên trời dưới đất, một cảm giác thật đáng ghét. Đúng là đáng ghét. Không chỉ mình cô thấy không ổn, những ma tướng khác cũng thấy không ổn, vì Ma Long của họ đã ngậm cái tên không biết từ đâu ra ấy bay về thẳng Đông Thành lại dùng sức mạnh không kịp đỡ sông sông tông đổ tường đông thành, trườn vào cái cấm cung kia mất rồi. Trong cấm cung có đại ma vương tư mã tiêu đáng sợ nhất thế giới, nếu hắn bị ma long chọc giận thì không chỉ có mình ma long chết mà còn có những thuộc hạ đáng thương như họ. Trong cấm cung đông thành, bóng người đen huyền đang ngồi bên cửa sổ, hắn nghe thấy động tĩnh ẩm ý, đôi mày không lúc nào giãn ra càng nhíu chặt hơn, hắn hết sức cao có quay sang, nhìn về phía con rắn đần độn sau khi vào cấm cung đã teo lại không ít, thấy trong miệng nó có ngậm gì đó, không khỏi mắng. Quỳ nhỏ, đem cái gì về vậy? chương 56, ta giết sư thiên lũ. Rắn đen vào đến cấm cung thì tự động thu nhỏ, lúc này mình chắc chỉ to bằng chiều cao một người, có thể trườn quanh cấm cung. Nó đã thu nhỏ lại, sư nhạn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi kẽ răng của nó nhưng nửa người vẫn ở trong miệng nó, bị nó kéo mà hoa mắt chóng mặt. Rắn đen hoàn toàn không quan tâm mình đang bị tên chủ nhân khốn khiếp mắng. Nó đang hào hứng chết đi được lắc lắc đuôi rồi nhả cô bạn trong miệng ra. Khè khè, đang dâng bảo bối đấy. Từ mã tiêu không biết ý nó muốn gì. Hắn nhìn sư nhạn ngơ ngác lăn dưới đất rồi đứng lên. Hai mắt nhìn nhau suốt 10 phút đồng hồ. Ai đây? Đầu sư nhạn bật ra câu hỏi rồi cũng cùng lúc đoán ra được đáp án rắn đen là do tư mã tiêu nuôi, người trước mặt có thể mắng nó, chắc chắn là chủ nó rồi chứ còn nghi ngờ gì nữa. Ủa không phải, bảo là đại ma vương mặt xanh răng sắc cao 2 m tám mà. Tư mã tiêu là cái tên ẻo lả trước mặt đây sao? Không, không đúng. Trong thời gian nhìn nhau với tên ẻo lả, sư nhạn lại nhớ tới chi tiết quan trọng nhất. Quan hệ của tư mã tiêu và cái thân xác của cô là người yêu mà làm sao đây, bây giờ hắn có nhận ra cô không? Cũng đúng, cô có ngụy trang đâu, chỉ cần mắt không đuôi là chắc chắn nhìn ra. Cô thật sự không ngờ tình tiết tiếp theo sẽ là như vậy. Ngàn dặm xa xôi bị dâng lên đến tận nơi, duyên phận gì vậy nè, cô thấy mình như hàng chuyển phát nhanh vậy. Làm sao bây giờ, giờ phải diễn hả? Diễn cái kiểu người yêu lâu ngày gặp lại lệ hoen bờ mi nhưng mà cái diễn xuất của cô chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Nếu không hay là nói mình mất trí nhớ rồi, một chiêu mất trí nhớ xài mọi lúc mọi nơi. Cũng không được, cái này cũng thử thách diễn xuất lắm. Từ mã tiêu ở trước mặt trông không phải người dễ dụ, cô không thể cứ tùy tiện nói là mình mất trí nhớ là hắn cũng tùy tiện tin luôn được. Nhìn nhau 10 phút, sư nhạn từ tim đập thình thịch làm nhảm đầy đầu đã trở nên bình tâm lại. Hết cách, sự căng thẳng của cô vẫn luôn khó mà giữ lâu, lúc này cô chỉ có thể mở to mắt. Từ Mã Tư xem xét cô 10 phút xong, cuối cùng cũng động đậy, hắn hơi khàn giọng nói, tới đây. Sư Nhạn không nhúc nhích. Từ Mã Tiêu cũng không tức giận, thậm chí cặp lông mày nhíu lại ban nãy cũng giãn ra, hắn tự đi đến trước mặt Sư Nhạn ôm trầm lấy cô. Sư Nhạn, thẳng thắn quá vậy? Cô đột nhiên bị ôm lấy, vốn nên chống trả nhưng cơ thể không biết là do không phản ứng kịp hay là do não không theo kịp. Tóm lại cô không chống trả gì cả. Đợi lúc cô bình tâm được chút, muốn dãy dụa thì lại thấy khá ngượng nghịu. Chỉ đành an ủi bản thân tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lấy tĩnh chế động mới là cách thức sinh tồn. Vậy cứ giả như mình là một cái xác nằm yên mà nhây thì hơn, tuyệt đối không được chủ động nói chuyện. Tên ẻo lả được nghi ngờ là tư mã tiêu ôm lấy cô, Động tác cực kỳ thành thạo, một tay giữ lấy sau gáy cô, để đầu cô tựa vào cổ mình. Sư Nhạn đột nhiên nhớ đến mấy lời thì thầm bên tai với mọi cách thức giáo dục của lão cha già khi vừa đến sư gia, cô tổng kết được một câu, đến một ngày gặp được Tư Mã Tiêu, đừng chùn bước, giết chết mẹ hắn. Bây giờ kẻ thù truyền kiếp của sư gia đứng trước mặt cô, cái nơi yếu ớt như cổ còn ở ngay bên tay cô, đúng là thời cơ tốt thế nhưng cực kỳ lạ lùng là cô bị giữ lấy cổ tựa vào đó ngửi được một thứ mùi vừa nhàn nhạt vừa khô khốc không nhịn được mà muốn đi ngủ cái cảm giác rất rất buồn ngủ đó bỗng chốc đánh gục cô từ lúc cô đến thế giới này chưa bao giờ lại buồn ngủ đến vậy cảm giác như làm việc liên tục ba ngày ba đêm cuối cùng cũng về được tới nhà vùi đầu vào gối không lẽ là do mấy ngày nay ngủ không ngon giấc cô đã mệt đến như vậy không đúng Chắc chắn là trên người tên ẻo lả bí ẩn này có thứ gì đó kiểu như thuốc an thần. Buồn ngủ thì ngủ đi. Từ Mã Tiêu nghiêng đầu, cọ má trên tóc cô, cô cảm nhận được một bàn tay lạnh băng ấn sau gáy mình, lại men theo tóc mà xoa dọc sống lưng, mang theo sự an ủi rất tự nhiên. Sau đó sư nhạn liền ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ nằm trong lòng người ta, thức dậy vẫn nằm trong lòng người ta, tư thế càng thân mật hơn. Tư mã tiêu ngồi đó đỡ lấy đầu, đầu cô tựa lên cánh tay hắn, cả người vùi trong lòng hắn, đến cả chân còn được đắp kín bởi tay áo của hắn. Cô vừa mở mắt thì đụng phải ánh nhìn của tư mã tiêu. Bên góc mắt còn có một cái đầu rắn đang lắc lư, cái lưỡi rắn thè ra thụt vào thu hút ánh mắt của hắn. Tiếp theo đó tư mã tiêu liền đạp bay cái đầu rắn mới nhích lại qua một bên, mãng xà đen tủi thân nhúc nhích một hồi, vẫn có ý muốn nhích tới lại bị tư mã tiêu lấy tay đẩy ra. Đi ra, tư mã tiêu chỉ ra cái cửa sổ to rộng. Mãng xà nhận ra chủ nhân không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cảm thấy còn quậy nữa có thể ăn đập, vậy là ngoan ngoãn bỏ đi, trông rất tội nghiệp. Chắc là do vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, sư nhạn cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc lạ thường, cứ như đã trải qua rất nhiều lần rồi vậy, không khí cực kỳ đầm ấm, kiểu như bạn trai và cuốn cưng ấy sư nhạn nghĩ đến đây bỗng giật mình không đúng không chỗ nào đúng hết ấy sư nhạn kéo tóc mình là cái gì là gì khiến cô lần đầu tiên gặp mặt đã ngủ như chết trong lòng một tên đàn ông ẻo là lạ, lạ mặt tính cảnh giác cô khó khăn lắm mới luyện được đâu rồi chết mất đất rồi à tuy chất lượng giấc ngủ của cô trước giờ vẫn rất tốt nhưng cũng không thể tới mức này được hơn nữa ban nãy còn ngủ đúng ngon lành mấy ngày sau khi cô giết người xong sẽ luôn mơ thấy ác mộng ban nãy không có cô rất có lý do để nghi ngờ cái tên đàn ông nuôi rắn ôm nghịch tóc cô này đang sử dụng công cụ thuốc mê gì đó từ mã tiêu đưa tay vuốt cằm cô sao cứ ngẩn ngơ ra đấy ngủ đã rồi à sư nhạn nghe thấy giọng nói quá đổi thân thuộc của hắn lại có chút nghẹt thở đừng thật ra tôi không phải bạn gái anh đâu nghỉ ngơi xong rồi thì nói chuyện đi tư mã tiêu nói 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 cái gì tư mã tiêu mấy năm qua nàng ở đâu sư nhạn phát hiện mình không có chút sức kháng cự nào miệng tự động nhả ra mấy chữ ở hạc tiên thành sư nhạn cái gì đây mình uống thuốc nói thật rồi hay gì vậy sao mình không biết cái trò này tư mã tiêu có phải sư gia đưa nàng đi không? Sư thiên lũ ở bên cạnh nàng sao? Sư nhạn, đúng vậy. Từ mã tiêu, sao không về lại bên cạnh ta? Sư nhạn, ta không quen ngươi, không biết sao phải về lại bên cạnh ngươi. Sau ba câu hỏi, sư nhạn đã hiểu, thôi rồi tự kỷ rồi, cái tên hack game này còn bật bắp nói thật. Ba câu hỏi, từ mã tiêu đại khái đã đoán được những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Năm đó hắn ẩm ý náo loạn đi khắp nơi tìm tung tích Liêu Đình Nhạn, theo cách tìm kiếm của hắn, dù hồn phách của Liêu Đình Nhạn thật sự đã vỡ, vỡ thành bảy tám trăm mảnh thì hắn cũng vẫn thu về được nhưng lại không như vậy, một chút tung tích cũng không có, vì vậy hắn rất nhanh chóng đã phát hiện ra sự việc không đúng. Khi ấy hắn hoàn toàn không chấp nhận được hiện thực không còn Liêu Đình Nhạn, oán hận tột độ truy sát người của sư gia để chút căm phẫn, trong quá trình tìm kiếm người nhà họ sư, Hắn phát hiện có chuyện khác thường liền suy đoán Liêu Đình Nhạn đã bị bọn chúng đưa đi. Cùng lúc đó hắn còn nghi ngờ không biết có phải có ai ở ma vực gây chuyện hay không, dù gì Liêu Đình Nhạn là người ma vực, có thể là người phái cô tới đây đã nhúng tay vào giữa, dù là không có thì có khi chúng cũng có cách tìm ra Liêu Đình Nhạn. Hắn nghi ngờ tất cả mọi thứ, kiếm chứng tất cả mọi khả năng. Bởi vì điều này, sau khi hắn đánh sập canh thần tiên phủ, phát hiện được tung tích nhà họ sư đã sụp đổ chạy đến ma vực liền lập tức bỏ lại đống đổ nát ở canh thần tiên phủ, đến ma vực khuấy loạn mưa rông. Đầu tiên, hắn giết chết nguyên ma chủ Đông Thành đã sai Liêu Đình Nhạn đến canh thần tiên phủ để dọ thám tin tức, lại theo dấu người của sư gia, thu về dưới chướng hết tất cả những tòa thành hợp tác với chúng. Chỉ mấy năm nay hắn đã truy dấu rất gắt gao, gặp một người của sư gia may mắn sống sót là giết một người, ai nấy đều chống cự chạy trốn giữ mạng. Hắn sắp ép sư thiên lũ đến hói cả đầu, cũng không trách được sư thiên lũ ngày nào cũng có bẩn với pet công ty sư nhạn. Sư thiên lũ đến chết cũng không ngờ đến, tự mình dốc bao nhiêu công sức, giấu liêu đình nhạn đi ngần ấy năm, cuối cùng không những không tẩy não thành công mà còn khi không để cô tự mình chạy đến trước mặt tư mã tiêu. Phá sản trong một đêm, đúng là không chạy sao cho thoát. Từ Mã Tiêu tự đoán cũng được phần nào câu chuyện, hắn phát hiện Liêu Đình Nhạn không còn nhớ mình nữa, mặt mày liền tối sầm lại, lại hỏi thêm mấy câu nữa, bóc sạch cô. Bây giờ cô tên là Sư Nhạn, Sư Thiên Lũ là cha cô, 10 năm trước mất trí nhớ. Từ Mã Tiêu tức đến bật cười, nếu bây giờ Sư Thiên Lũ đứng trước mặt hắn, hắn có thể đâm gã mấy ngàn nhát tại chỗ. Lão dịch giật sư ra đúng là cái gì cũng làm được, mất trí nhớ. E là lão đó đã dùng thuật tẩy hồn của sư gia tẩy sạch tất cả ký ức của liêu đình nhạn, muốn cô xem hắn như kẻ thù, dùng để báo thù hắn. Gã cũng chỉ biết mấy thủ đoạn này thôi. Nàng nhận giặc làm cha hầm. Hắn đã chút giận hết lên người sư thiên lũ, giờ đối xử với cái người mang thái độ cá muối hoảng loạn bỏ cuộc lại giống một anh bạn trai đang giận dỗi, viết lớn lên trên người rằng ta chuẩn bị giận dỗi đây. Phiên bản trailer Ngu ngốc Lão dịch giật đó nói gì thì nàng tin nấy sao? Muốn làm cha nàng? Lão xứng sao? Từ mã tiêu giữ lấy cầm cô, nàng là liêu đình nhạn, không có bất cứ quan hệ gì với cái lão họ sư đó. Chẳng qua lão chỉ muốn lợi dụng nàng để đối phó với ta mà thôi. Lần tới bắt được hắn, ta để hắn làm cháu nàng. Sư nhạn, hà, tình tiết sao lại hình như thay đổi nữa rồi? Cái tuồng này còn xuất sắc hơn cô nghĩ nữa, cô vẫn không hiểu lắm nhưng mà có làm sao nữa cũng không liên quan đến châu nhạn cô cô cứ thất thần không biết nên diễn tình tiết gì dưới cái tình huống kỳ quái này cảm thấy rất vô tội tư mã tiêu hậm hực nhìn cô cả buổi trời chặc lưỡi một tiếng rồi buông bỏ tại chỗ vén tóc trước chán cô hôn lên đó cuối cùng cũng không giận dỗi cô nữa đều tại lão già đáng hận đó tuy là tư thế vén tóc mai rất gần gũi nhưng giọng điệu của hắn vẫn âm u đáng sợ đợi ta bắt được hắn, nghiền nát thân xác lẫn hồn phách chút giận cho nàng. Sư nhạn giật thót, đợi đã. Tư mã tiêu lập tức đổi mặt, sao thế, nàng không tin ta, không muốn hắn bị giết. Hình như cô mà gật đầu là dông tố nổi tới, án mạng xảy ra. Sư nhạn cảm thấy chắc là mình bị bật bắp ăn gan hùm mật gấu, đối diện với một khuôn mặt đáng sợ, đụng chút là giết người này mà cô. Không sợ được. Chỉ là giọng nói vô thức yếu hẳn, "Ôi rào, tôi cũng đâu có biết mấy người ai mới nói thật, đúng không?" Từ Mã Tiêu nhớ đến chuyện cô giết người là mơ thấy ác mộng, nàng yên tâm, lúc đó tự ta giết, không để nàng ra tay đâu, ta biết nàng sợ mấy chuyện này. Hắn nói rồi lại ôm chặt cô vào lòng, còn vỗ vỗ lưng. Sư Nhạn bị ép thành gối ôm cho hắn, thầm nghĩ mẹ ơi thì ra chủ nhân cái xác còn là một em bé đáng yêu cơ đấy đời sống yên ổn không gặp phải mấy chuyện đánh đánh giết giết, chật chật chật, chắc là đại ma vương đều thích mấy tiểu cô nương ngây thơ trong sáng, lương thiện không nhiễm thế tục. Có thể còn là cái kiểu hứa với ta đừng giết người, quên đi thù hận, học cách thiện lương có được không? Cô thầm quay một bộ phim yêu ghét tình thù của Tư Mã Tiêu, với sư nhạn, trong đầu, suy luận rằng vì địa vị và thân phận không giống nhau mà nảy ra tranh đấu, ân đoạn nghĩa tuyệt giữa mưa rơi. Tư Mã Tiêu muốn giết sư gia, sư Nhạn ngăn cản, khóc lóc nhìn người yêu bằng ánh mắt quật cường, quyết liệt nói: "Chàng muốn giết thì giết ta trước." Sau đó Tư Mã Tiêu căm hận khôn xiết, hét rằng: "Tránh ra. Đừng cản ta." Chém loạn một hồi không cẩn thận làm sư Nhạn bị thương. Cô kích động suy tưởng đến lúc sư Nhạn bị mộ thương sắp chết, nằm trong lòng Tư Mã Tiêu, với cái tư thế hiện giờ của hai người họ, em gái lấy hơi sức cuối cùng mà nói tha thứ cho ta ta yêu sau đó nghiêng đầu sang một bên sư nhạn kích động suy nghĩ đầu nghiêng sang một bên nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của tư mã tiêu hắn không còn cáu bẩn nữa chỉ vô cảm nhìn cô ánh mắt rất kỳ quái sư nhạn ơm sao nhìn tôi như vậy ha 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 chắc không có biết thuật đọc tâm đâu ha chắc không biết đâu ha từ Mã Tiêu xòe bàn tay che lấy mặt cô, bắt lấy trong không trung. "Sư Nhạn." Từ Mã Tiêu lấy cái đống lộn xộn trong đầu nàng ra. "Cái tên dịch giật Sư Thiên Lũ, dám nhồi cho cô cái hoàn cảnh nhân vật như vậy, não có vấn đề rồi hay gì?" "Sư Thiên Lũ, không phải ta, ta không có." Từ Mã Tiêu kéo cô tới, ôm lấy eo mà hỏi, "Có phải nàng thật sự muốn nghe lời Sư Thiên Lũ giết ta không?" Sư Nhạn, không muốn không muốn. Bắp nói thật lại tới. Từ Mã Tiêu phì cười, nàng tin chúng mà, chúng bảo nàng giết ta, sao nàng lại không giết? Hắn xoa mặt cô, trông có vẻ đang cười. Tại sao lại trông có vẻ đang cười? Vì ánh mắt hắn hoàn toàn không cười. Sư Nhạn, vì không thù không oán. Dù tình tiết có thế nào, người có thù với hắn là sư gia, cô có phải đâu? Lão cha sư gia luôn nói với cô thân là một thành viên của gia tộc, vinh quang của gia tộc quan trọng hơn cá nhân, điều này cô không dám tán đồng. Thất bại lớn nhất của sư Thiên Lũ chính là gã không biết thật ra linh hồn của thế giới khác không bị giới hạn bởi thiên đạo của thế giới này, bởi vậy ký ức mà sư Thiên Lũ xóa đi cũng chỉ có ký ức sau khi cô đến thế giới này, bởi thế cô không hề biến thành một trang giấy trắng mặc cho gã thỏa sức viết vẽ giống như tư mã tiêu thật ra cũng không dọ thám được gì ở thế giới kia qua tiếng lòng của cô. Nghe thấy câu trả lời lời giống với trong quá khứ, tư mã tiêu được an ủi phần nào nhưng vẫn sầm mặt như kiểu bạn gái đòi chia tay. Bây giờ nàng không tin, được, đợi ta bắt sư thiên lũ về đây, để lão đích thân nói cho nàng nghe. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn